Âu Hòa My đăng ảnh làm từ thiện, công khai hóa đơn, minh bạch dù chỉ một đồng. Thời gian gần đây, những vụ lùm xùm xoay quanh việc từ thiện khiến dư luận bàn tán xôn xao. Lẽ đó mà để tránh những tai bay vạ gió không đáng có, nhiều người nổi tiếng khi làm thiện nguyện không quên đăng bằng chứng, chứng minh sự minh bạch của bản thân. Điển hình như giảng viên xinh đẹp Âu Hòa My đã có những chia sẻ công khai về số tiền từ thiện mà cô quyên góp được. Cụ thể trên trang cá nhân, Hà My gửi lời cảm ơn đến những mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ người dân Bắc Giang chống dịch COVID-19, đồng thời liệt kê chi tiết những vật phẩm đã mua kèm với hình ảnh hóa đơn chứng từ. Ở phần bình luận, Âu Hòa My còn nói thêm, đối với em mà nói, dù là tiền của em hay tiền của mọi người đều phải rất rõ ràng và minh bạch dù chỉ một đồng. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm dù ít dù nhiều cũng đã tin tưởng và chung tay cùng em ạ. Dưới bài đăng của cô, một tài khoản đã bình luận, thật chân quý tấm lòng của cô Hà My, làm từ thiện từ cái tâm, chúc cô nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc có ích cho đời. Cộng đồng mạng có vẻ rất tán thành hành động lần này của Âu Hà My. Nếu có theo dõi Hà My, netizen dễ dàng biết được, ngoài việc giảng dạy ở trường, cô còn thường xuyên làm từ thiện và đăng ảnh thiện nguyện trên mạng xã hội. Âu Hà My được công chúng chú ý ngay sau ồn ào trong cuộc hôn nhân với Trọng Hưng vào năm ngoái. Ngay giữa thời điểm sự việc xảy ra, Âu Hà My quyết định khóa trang cá nhân một thời gian. Sau đó, cô lấy lại cân bằng cuộc sống hậu ly hôn và luôn đăng tải những hình ảnh tươi tắn, vui vẻ đi gặp bạn bè. Hiện nay, ngoài công việc giảng dạy, Âu Hà My cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Việc công khai minh bạch của Âu Hà My nhận được nhiều sự đồng tình và có thể nói đây là quyết định sáng suốt của cô trong thời điểm này. Mong rằng trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục kêu gọi, ủng hộ cho những nơi đang cần đến sự giúp đỡ này. Năm 2015, Hà My từng gây chú ý khi trở thành giám thị trong một kỳ thi của Đại học Quốc gia tổ chức. Rất nhanh sau khi những hình ảnh của nữ giám thị xinh đẹp xuất hiện trên mạng xã hội, Hà My được nhiều bạn trẻ xin info và kết bạn Facebook vào thời điểm ấy. Khi đó, Âu Hà My đang là sinh viên năm 3 khoa tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2018, hình ảnh cô giám thị trẻ trong ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội. Lúc này, Hà My đã trở thành giảng viên tại trường Đại học Ngoại ngữ. Đặc biệt, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà Âu Hà My còn có thành tích học tập đáng nể. Được biết cô có thời gian dài theo học tiếng Pháp, từng giành giải nhì quốc gia môn ngoại ngữ này. Nhờ kết quả ấn tượng, Hà My được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành sư phạm. Trong quá trình theo học, My luôn giữ vững thành tích học tập tốt, đạt kết quả cao sau mỗi kỳ thi và được ở lại trường công tác sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, Hà My cũng đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường. Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh đi trông thi trên mạng xã hội, Âu Hà My cũng là một cái tên được dân mạng săn đón. Bằng chứng cụ thể là hiện tại trang cá nhân của nữ giảng viên đã có đến gần 400.000 lượt theo dõi. Nếu như lúc đi dạy, Âu Hà My kín đáo và nền nã bao nhiêu, thì outfit hàng ngày lại quyến rũ, sành điệu bấy nhiêu. Trong hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Âu Hà My thường lựa chọn những bộ cánh rất gợi cảm và on-trend. Lối trang điểm cũng góp phần tôn lên vẻ ngoài hiện đại cùng phong cách sang chảnh, phóng khoáng của cô nàng. Ngoài ra, những chuyến du lịch sang trọng hay hàng hiệu sắm không ngơi tay của Âu Hà My cũng khiến dân tình ngưỡng mộ.